Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đang đến với lại channel của Quang Official. Yes, các bạn ơi, hôm nay trên kênh của mình sẽ có một cái thể loại mới, một cái chủ đề mới, ngoài cái ẩm thực và du lịch và nhiều hơn thế nữa thì kênh mình nó sẽ có đi xuyên suốt về đó là dance, ballet and nhảy hiện đại hay là contemporary. Còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh chị bạn đó là sao, có những câu hỏi chúng ta cần phải nghĩ về khi mà chúng ta muốn học nhảy thì phải làm như thế nào, đó là học nhảy hiện đại cơ bản gồm những gì. Yes, bây giờ Hoàng sẽ giải bài cho các bạn nha. Rồi, học nhảy cơ bản hiện đại cơ bản thì các bạn gồm những gì, hay là dance contemporary hay là nhảy đương đại ha. Thời buổi giờ hiện đại người ta gọi là nhảy đương đại. Học nhảy hiện đại cơ bản thì gồm những cái gì? Thì đầu tiên thì các anh chị làm gì, làm chúng ta phải là có học những từ, những cái là cơ bản nhất ha, đó là chuyển động ha, khởi động. Một là chúng ta phải khởi động nè, đúng chưa? Hai là phải học từ những động tác cơ bản nhất ha, như động tác nhún nè, động tác bước chân nè, động tác xoay tay, những cái cơ bản nhất chúng ta phải làm được. Và đặc biệt hơn trong cái nhảy cơ bản này, nhảy hiện đại mà các bị muốn học cơ bản thì các anh chị phải cần có những yếu tố như sau: kỹ năng bắt bài là cái nhất, cái thứ hai cái giải phóng cơ thể là cái phần khởi động rồi ha, còn mình vô phần phải cần học đó là kỹ năng bắt bài, rồi hiểu về khuôn nhạc và khổ nhạc, hiểu về tiết tấu âm nhạc, rồi phải nhớ bài và rèn luyện mỗi ngày. Cái này nó thật ra nó cũng hơi khó nha. Thì đa phần á, những bạn mà đã từng học nhảy hiện đại qua thì mình quan biết rất là nhiều luôn. Vì sao? Thì đa số các bạn học xong rồi các bạn về thì nó lại chi phối vào những công việc gia đình nè, rồi việc học tập ở trường nè, và đôi khi kèm theo cái bản tính của mình á, là hơi gọi là lười biếng á ha. Mà đôi khi nó cũng có những người siêng, nhưng mà vì sao? Vì các bạn đó nhớ bài chậm, và cái bộ nhớ của mỗi người nó khác nhau. Có người thức rất là nhạy, có người thì rất là chậm đó. Thì chúng ta không thể nào phân biệt được hết. Những người nhạy quá thì họ sẽ tiếp thu nhanh và họ nắm được những cái cơ bản rất là nhanh nha. Còn những người chậm thì có thể học một ngày, hai ngày, 5 ngày, 10 ngày đâu họ mới nhớ từng phần các bạn. Mình đã chứng kiến ra rất nhiều, tại mình là cũng là giảng viên về dance and ballet nha. Ok. Đó bởi mình phải nắm được tất cả các học sinh của mình, học viên của nơi mình dạy. Cơ bản thì các bạn nhớ nè, một là kỹ năng nha, hai là tiết tấu và khổ nhạc. Ba là nhớ bài, cố gắng nhớ bài và rèn luyện. Yeah. Cái thứ tư là bạn tự thể hiện ha, tự thể luyện một cái phần nhảy cơ bản nhất, nhảy cơ bản thôi, chứ mình chưa nói là nhảy vô bài gì thể loại gì nha. Thì khi mà muốn vô thể loại gì các bạn phải học chuyên sâu thì bạn mới vào được cái phần nhảy đó, mới vô phần thể loại. Thì cái clip này mình chỉ nói qua đó là những cái phần cơ bản nhất mà các bạn khi học nhảy hiện đại ha, gồm những gì đó, thì những yếu tố đó cơ bản nhất nha. Cũng rất mong là các bạn mà yêu quý về môn nghệ thuật này, nhảy múa, thì các anh chị các bạn sẽ được cập nhật tiếp tục từ những video clip tiếp theo của Quang. Cái phần video clip này nó chỉ là 4 yếu tố cơ bản nhất, đáng lẽ là 5, nhưng mà cái phần khởi động và giải phóng cơ thể á, thì này nè đó, thì mình để vô cái phần đó, phần warm up là phần khởi động rồi. 4 kỹ năng các bạn lưu ý lại giùm mình nhắc lại cuối video clip này nha. 1 là kỹ năng bắt bài, 2 khổ nhạc tiết tấu, 3 nhớ bài, và thuộc bài nha. Cái tư là gì? Cái tư là bạn phải nhảy được những động tác cơ bản nhất và phải nhớ nó, được chưa? Còn cái thứ năm
cái thứ năm dành cho người mới thì ra nó liên quan các chị phải kết hợp vừa cơ bản mà vừa nó, đó là âm nhạc nha. Còn phần tiết tấu này là tiết tấu để nắm, để chúng ta học được những động tác cơ bản đó. Còn âm nhạc là cái số 5, nó là khó nha. Thì các anh chị học thì cũng phải có được 4 cái này trước thôi nha, từng phần kỹ năng, được chưa? Cổ nhạc, khu nhạc, tiết tấu ha. Cái thứ ba, nhớ bài, thuộc bài vào nha. Cái thứ tư, hãy tự thể hiện động tác nha, được chưa? Rồi, cái thứ năm là âm nhạc. Tại quá trình học từ cơ bản cho tới nâng cao, cho lên tới cấp lớn thì các anh chị bạn sẽ phải đi xuyên suốt về cái phần âm nhạc này rồi. Thì mới đầu không ai nghe được nhạc được liền đâu. Rồi từ từ các anh chị ngấm dần, các anh chị sẽ sao? Sẽ thẩm thấu được. Tại âm nhạc nó là một cái bề lâu dài, không thể nào mà chúng ta nghe được ngày 1, ngày 2 là chúng ta cảm nhận được nhịp và âm nhạc nha. Ok, đó là những cái phần cơ bản nhất mà các anh chị bạn muốn nắm và muốn học được nhảy hiện đại. Đó là bí quyết của Hoàn Official nha. Ok, và nếu các bạn đang xem trên kênh mình, các bạn thấy phần chia sẻ này hay và ý nghĩa thì nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Và đặc biệt hơn là bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và cho mình một like. Nếu bạn thấy hay thì cho mình một like, cho mình một cái subscribe. Và đặc biệt hơn các bạn nhớ bật nút chuông để cập nhật những video clip mới tiếp theo của Hoàn Official về thể loại dance and ballet. Xin chào và hẹn gặp lại.